chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã kết thúc sau 19 ngày làm việc. Các tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp xúc cử tri để thông tin về các nội dung của kỳ họp. Chiều 22 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ. Trong các ý kiến được 10 cử tri phản ánh đến đoàn đại biểu Quốc hội, nội dung đa số tập trung phản ánh đến dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Dự án này đã án binh bất động từ rất lâu, không thấy chủ đầu tư triển khai xây dựng, dù ai cũng mong muốn dự án sớm thành hiện thực. Mong muốn làm sao, tức là dự án này được đẩy mạnh và phát triển nhanh, sớm hoàn thành để giải quyết công ăn việc làm của cô bác mình trên thị trấn Tân Thạnh và Long Hòa nói chung là huyện Cần Giờ. Thứ hai, nâng cấp đường sát, bởi vì đường mình hiện nay còn chấp giá quá nhiều, cái vấn đề giao thông thì nó chưa đảm bảo. Cái 10 ngày thủ tướng đã duyệt cái quy hoạch này rồi, chúng tôi xin đề nghị là hôm nay có ông chí phó chủ tịch ủy ban về báo cáo để thường trực ủy ban nên phối hợp Cần Giờ tổ chức công bố, có cái công bố cái quy hoạch thủ tướng đã phê duyệt để bà con biết đây là việc chắc chắn sẽ làm, nhưng đồng thời ủy ban thành phố phối hợp để chúng ta nói rõ cái lộ trình tiếp sau làm gì. Và trong cái đề án này thì ngay từ đầu xác định là cái tuyến đường giao thông từ trung tâm thành phố về Cần Giờ đi qua đường sắt là sẽ phải được nâng cấp lại, bố trí lại để không ảnh hưởng đến môi trường. Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm muối, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với nghề làm muối của người dân Cần Giờ. Làm ra hạt muối cực khổ, nhưng tiêu thụ lại không dễ, giá cả lại bấp bênh. Trước đây có hợp tác xã mà giúp chưa được hết, bây giờ hợp tác xã coi như không còn, ấy, thì từng hộ là thua. Từng hộ sản xuất muối không cách nào giữ được giá cả. Chỉ có hợp tác xã liên kết lại, người ta liên kết, ta dự báo nhu cầu thị trường và khuyến cáo bà con chỉ nên làm đến bao nhiêu thôi, thì lúc đó mình mới giữ được giá. Đây là câu chuyện nợ của 10 năm rồi. Là muối Lý Nhơn chúng ta là muối tự nhiên hay có khả năng thành muối công nghiệp? Đề nghị đồng chí nào là chủ tịch ấy, bí thư khóa tới phải trả lời câu hỏi này. Đối với các vấn đề mà cử tri kiến nghị về nâng cấp đường giao thông, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề thi công cầu Vàm Sát 2, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã yêu cầu đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng trả lời giải đáp cho cử tri. Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận 5, 10 và 11. Tại buổi tiếp xúc, có 8 cử tri tham gia đóng góp ý kiến với tổ đại biểu về các vấn đề nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như Quốc hội cần xây dựng chương trình giám sát đối với các công trình xây dựng trọng điểm của thành phố nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, chống lãng phí. Bên cạnh đó, công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội 13 sắp tới của đảng cần tiến hành thận trọng để chọn ra những nhân sự xứng đáng, đảm nhận các vai trò quan trọng trong bộ máy. Trao đổi với cử tri, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cảm ơn sự quan tâm gửi gắm của cử tri đến nhiều vấn đề lớn của đất nước như hoạt động đối nội đối ngoại, công tác nhân sự của Đại hội 13 của Đảng và Quốc hội khóa 15 sắp tới. Đối với các vấn đề khác được cử tri quan tâm, tổ đại biểu sẽ sớm phân loại để chuyển đến các cơ quan hữu quan xem xét và giải quyết. Thưa quý vị, do có sự điều chỉnh lịch công tác, lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 với cử tri quận 1, 3, 4 được thay đổi như sau. Buổi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4 sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6, 2020, địa điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6. Các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh được các báo sáng nay đăng tải. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao đổi về nhiều vấn đề cử tri đề cập liên quan đến ý kiến về tỷ lệ điều tiết ngân sách trung ương đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí thông tin tỷ lệ ngân sách thành phố được giữ lại 18%, trong khi Hà Nội là 35%, Thành phố Hồ Chí Minh được giữ lại ít quá. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ và cho hay vấn đề này Bộ Chính trị Quốc hội đã nhìn thấy, từ đó thành phố được giao trong năm nay trên đề án tăng tỷ lệ để lại ngân sách để Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện phát triển.
Về vấn nạn cát tặc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết với các địa phương như Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang và bổ sung 2 tàu tốc độ cao cho biên phòng thành phố truy quét cát tặc. Từ đó, tình trạng này đã giảm hơn một nửa trong thời gian qua. Kết quả bước đầu là đáng ghi nhận, song đồng chí cũng nhấn mạnh tình trạng khai thác cát trái phép là không thể chấp nhận được và cần tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết, dự kiến tháng 6 2021 sẽ khởi công cầu Cần Giờ. Theo đó, cầu Cần Giờ kết nối khu Nam thành phố với huyện Cần Giờ, đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực, phá thế độc đạo của địa phương, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển dự án khu lấn biển, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, thời gian thi công trong 3 năm. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị 8 và 9 đã tiếp xúc cử tri quận 8 trước kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 9. Đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 9 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2020, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân khóa 9. Cử tri quận 8 phản ánh việc thực hiện dự án rạch ủ cây bị trì trệ gây ảnh hưởng không nhỏ cho người dân, cần mở lối đi hai chiều trên đường Dương Bá Trạc đoạn gần các trường học. Ngoài ra, cử tri cũng cho rằng ngoài mức phạt dành cho các hành vi vi phạm liên quan tới môi trường thì hiện nay mức phạt của nhiều hành vi vi phạm khác vẫn còn thấp, chưa đủ tính răn đe. Kế hoạch hoạt động hè 2020 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành với chủ đề Hè vui, khỏe, bổ ích, an toàn. Trong dịp nghỉ hè, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe thể chất cho thiếu niên nhi đồng, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con em công nhân lao động, thiếu nhi tại các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, con em chiến sĩ đang công tác ở vùng biển đảo. Các quận huyện, phường xã thị trấn và đoàn thể cũng sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Các trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giữ trẻ trong dịp hè từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8, tùy vào điều kiện thực tế như nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh và việc tự nguyện đi làm trong dịp hè của giáo viên. Hiệu trưởng các trường mầm non sẽ bố trí cho giáo viên nghỉ hè một cách hợp lý để giáo viên có thể tham gia học bồi dưỡng chuyên môn hè theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2020 diễn ra ngày 26 tháng 6 tới tại trường Đại học Công nghiệp thành phố số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 80 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự kiến ngày hội sẽ trao cơ hội việc làm cho 4.000 sinh viên với các ngành nghề tuyển dụng, công nghệ thông tin, cơ khí, ô tô, điện, điện tử, môi trường, xây dựng, kinh tế tài chính, du lịch nhà hàng khách sạn với mức thu nhập rất hấp dẫn. Thực hiện chỉ thị 19 về cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay thiết thực, đó là xây dựng các công trình không gian xanh để bảo vệ môi trường, tạo thêm mảng xanh đô thị. Có mặt tại khu phố 5 đường Lương Ngọc Quyến, phường 5, quận Gò Vấp, hiện lên trước mắt chúng tôi là những chậu hoa cây cảnh được người dân trồng trong những chai nhựa mà đáng lẽ đã thành rác thải. Từ bao năm qua khu phố này có những con đường Lương Ngọc Quyến này không có một cái mảng xanh nào, thành ra là người dân ở đây cùng tôi rất là phấn khởi được có công trình này. Người dân khi mà được chọn cái khu vực này để làm điểm trồng mảng xanh thì người dân rất là đồng tình và rất là thích. Trước đây, một công viên trước chung cư 590 cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3 là một bãi rác tự phát. Với sự vào cuộc của chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân nơi đây, thay vào đó là một công viên xanh sạch đẹp, là nơi tập thể dục của người dân hàng ngày. Em mong là sau này, sân chơi này sẽ có nhiều trò chơi hơn, nhiều các bạn tới chơi hơn, để các bạn vui chơi và giải trí sau những giờ học. Nhân dân ở địa phương vô cùng phấn khởi và đây cũng là cái sự phát huy dân chủ,
phát huy cái nguồn lực trong nhân dân để chăm lo cái đời sống an sinh xã hội tại địa phương. Thành phố đã công nhận 187 phường xã thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch, đạt tỷ lệ 58,1%, trong đó có quận Gò Vấp đạt 75% và quận 1, 3 và huyện Nhà Bè đạt tỷ lệ 100%. Chúng tôi cũng mong muốn kêu gọi hội viên phụ nữ nói riêng và người dân nói chung là cùng chung tay với các cấp hội để xây dựng một cái quận Gò Vấp xanh sạch thân thiện và chung tay nói không với rác thải nhựa. Ban thường vụ quận đoàn, hội đồng đội cũng đã có cái phối hợp vận động nhân dân cũng như là chính quyền cùng đồng hành với tổ chức đoàn trong việc xây dựng khu vui chơi cho các em. Chỉ thị 19 không chỉ góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường mà còn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân để khắc phục thói quen xả rác tùy tiện gây ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh sạch. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Mỹ tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt ở nhiều bang, trong khi số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở châu Mỹ Latin đã vượt qua con số 2 triệu. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở châu Âu lại diễn biến trái ngược ở các nước. Theo CNN, một nửa số bang ở Mỹ báo cáo số ca nhiễm mới tăng khoảng 25.000 ca trong 24 giờ qua. Một số bang chứng kiến số ca dương tính mới tăng vọt là Florida và Arizona, với số trường hợp mắc COVID-19 ở bang Florida đã gần 100.000 người. Hôm 21 tháng 6 ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Florida. Dịch bệnh cũng khiến cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại các bang bị ảnh hưởng khi số người tham dự không như kỳ vọng và một số bang cho biết sẽ không cho phép tổ chức. Trong khi đó, tại châu Âu, hôm qua Hà Lan vừa ghi nhận ngày đầu tiên không có ca tử vong vì COVID-19 kể từ ngày 12 tháng 3. Ít nhất hơn 6.000 người đã thiệt mạng vì virus corona chủng mới tại Hà Lan. Ở Pháp, công viên giải trí Disneyland tại thủ đô Paris thông báo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 7, bên cạnh việc học sinh Pháp đã trở lại trường học hôm qua. Trước đó, Disneyland Hồng Kông và Thượng Hải đã mở cửa sau nhiều tháng đóng cửa để phòng dịch. Quân đội Đức đã điều động 33 binh sĩ đến vùng Gütersloh để phục vụ công tác xét nghiệm tại nhà máy chế biến thịt, nơi đã có ít nhất 1.331 ca nhiễm. Phát biểu trong một hội nghị trực tuyến ngày hôm qua tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và ảnh hưởng của nó sẽ kéo dài nhiều thập kỷ. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới không phải là virus mà là sự thiếu đoàn kết và lãnh đạo toàn cầu. Chúng ta không thể đánh bại đại dịch với một thế giới bị chia rẽ. Việc chính trị hóa đại dịch làm nó trầm trọng thêm. Không ai trong chúng ta an toàn trừ khi tất cả chúng ta đều an toàn. Tuần trước, WHO đã cảnh báo về giai đoạn mới và nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Dịch bệnh vẫn đang lây nhiễm ở châu Mỹ và một số khu vực ở châu Á. Việc phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus đã khiến nền kinh tế tê liệt. Nhưng WHO cho biết đại dịch vẫn là mối đe dọa lớn. Chiều tối qua theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu EU và phía Trung Quốc đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. Đây là một trong những cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ khi có thông tin rằng châu Âu tố cáo Bắc Kinh lan truyền thông tin sai lệch về virus corona chủng mới. Bên phía EU có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, còn phía Trung Quốc là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Sau đó, phía EU còn có một cuộc họp trực tuyến nữa với Chủ tịch Tập Cận Bình. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới những khoản thuế mới được áp đặt nhằm vào các tập đoàn Trung Quốc cũng như sự bất an của châu Âu trước các hành động quyết liệt của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Về dịch COVID-19, các quan chức EU nói rằng Trung Quốc đã tìm cách gây sức ép với các nước EU bằng cách sử dụng mạng xã hội để lan truyền hàng loạt báo cáo giả của EU về việc bỏ rơi bệnh nhân COVID-19. Bắc Kinh đã phủ nhận mọi cáo buộc trên. Tuy nhiên, trong cuộc họp, hai bên cũng đã cố gắng làm dịu căng thẳng xảy ra trong thời gian qua. Mặc dù vậy, một quan chức cấp cao của EU nhận định cần có động lực chính trị cao để giúp phá vỡ tình trạng bế tắc trong cuộc đàm phán, nên hội nghị khó có thể đạt được thỏa thuận hay ra một tuyên bố chung. Liên tiếp, những vụ xả súng đẫm máu tiếp tục diễn ra tại Mỹ. Rạng sáng ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương, tức trưa hôm qua theo giờ Việt Nam, lại có một vụ nổ súng nữa khiến ít nhất 9 người thương vong tại thành phố Charlotte, bang North Carolina.
Sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Theo CNN, vụ xả súng khiến 2 người tử vong và ít nhất 7 người bị thương. Ngoài ra, 5 người khác cũng bị thương khi những chiếc xe hơi rời khỏi hiện trường và tông trúng họ. Theo kênh thông tin địa phương WBTV, sự việc xảy ra khi có hàng trăm người đang tụ tập nơi đây. Cảnh sát cho biết có rất nhiều tay súng tham gia, nhưng lực lượng cảnh sát vẫn chưa bắt giữ ai. Trước đó, vào tối 21 tháng 6, theo giờ địa phương, tại khu vực biểu tình ở thành phố Seattle, bang Washington, lại xảy ra một vụ nổ súng thứ hai sau vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng hôm 20 tháng 6. Còn tại trung tâm thành phố Austin, thủ phủ bang Texas, 5 người đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào ngày 21 tháng 6. Những người này đều bị thương nặng và đã được chuyển tới bệnh viện gần nhất. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa nhiều tuyến đường quanh hiện trường để truy tìm hung thủ. Thế giới trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện nhiều vấn đề khó lường. Bên cạnh mối lo ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng trở nên phức tạp hơn. Vấn đề chính trị tại một số điểm nóng trên thế giới đang nổi lên cũng gây chú ý trong cộng đồng quốc tế. Điển hình nhất cho sự bất an này đó là mối quan hệ đang êm ấm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bỗng trở nên căng thẳng. Nguyên nhân chính do đâu? Nhìn ra thế giới hôm nay sẽ có bài phân tích về vấn đề này. Thưa quý vị, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới. Ngay sau khi cho nổ văn phòng liên lạc ở khu công nghiệp chung Kaesŏn, Triều Tiên ngày 17 tháng 6 tuyên bố sẽ tái triển khai quân đội tới các khu vực biên giới của thành phố Kaesŏn và núi Kumgang, đồng thời từ chối lời đề nghị của Hàn Quốc về việc cử các đặc phái viên. Những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên khiến cộng đồng thế giới không khỏi quan ngại. Cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều xác nhận văn phòng liên lạc liên Triều đã bị đánh sập. Hành động của Triều Tiên đã làm tổn hại đến sự tín nhiệm giữa lãnh đạo hai nước, và chúng tôi sẽ không khoan nhượng trước những lời nói và hành động vô lý của Triều Tiên nữa. Vụ nổ xảy ra sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul về việc để những người Triều Tiên đào tẩu xuống miền Nam, thả bóng bay mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng, tiền đô la Mỹ, thức ăn qua biên giới. Ngày 20 tháng 6, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Bình Nhưỡng đang in rất nhiều truyền đơn chống Hàn Quốc và chuẩn bị phát tán qua đường biên giới giữa hai miền. Triều Tiên cũng cho biết không có ý định xem xét lại hoặc thay đổi kế hoạch rải truyền đơn có nội dung chống Hàn Quốc qua biên giới. Triều Tiên cho biết sẽ khôi phục các trạm gác tại vùng phi quân sự, vốn đã được hủy bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng liên Triều ký năm 2018, đồng thời nối lại tất cả hoạt động diễn tập quân sự thường kỳ tại các khu vực gần biên giới liên Triều. Hàn Quốc và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh có thêm các hành động khiêu khích, phản tác dụng. Chính phủ Hàn Quốc cũng khẳng định quân đội nước này đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Quân đội của chúng tôi đang theo dõi sát sao từng bước đi của quân đội Triều Tiên và giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Khu công nghiệp Kaesŏn là một nơi hòa bình, được xây dựng nên bằng mồ hôi tâm huyết của cả người dân hai nước. Các doanh nhân Kaesŏn đã cố gắng rất nhiều để nối lại hoạt động của công nghiệp này trong suốt 4 năm qua. Chúng tôi kêu gọi hai bên không nên có bất kỳ hành động nào dẫn tới việc đóng cửa mãi mãi khu công nghiệp này. Những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên khiến cộng đồng thế giới không khỏi quan ngại và lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Bắc Á. Tôi đã biết về vụ nổ do Triều Tiên gây ra. Liên quan đến mối quan hệ liên Triều, chúng tôi hy vọng căng thẳng sẽ không gia tăng hơn nữa. Chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp với Hàn Quốc và Mỹ để phân tích, đánh giá các thông tin để tìm ra giải pháp cho tình hình hiện tại. Là một láng giềng thân cận, chúng tôi luôn hy vọng bán đảo Triều Tiên sẽ giữ vững nền hòa bình và sự ổn định. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi nối lại đối thoại liên Triều nhằm đưa ra các giải pháp có lợi cho hòa bình và thịnh vượng đối với tất cả các bên. Trong khi Seoul muốn tổ chức lễ kỷ niệm tròn 20 năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 15 tháng 6, với kỳ vọng sẽ góp phần làm tan băng mối quan hệ giữa hai miền, Bình Nhưỡng lại có những hành động ngược lại. Vậy dụng ý của Bình Nhưỡng là gì? Theo phân tích, 2 năm sau tuyên bố bản muôn điếm, sự thờ ơ của Hàn Quốc đối với vấn đề thả tờ rơi đã khiến Triều Tiên không hài lòng, cộng thêm mối đe dọa của dịch COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài thông qua tờ rơi chống Triều Tiên. Hậu quả mà nó có thể gây nên là rất nghiêm trọng và tất nhiên Triều Tiên phải có hành động đáp trả kiên quyết.
Về khía cạnh quốc tế, chỉ một năm sau khi Triều Tiên liên tục trở thành tâm điểm của dư luận thế giới với các cuộc hội đàm thượng đỉnh Liên Triều và Mỹ Triều, Triều Tiên hiện nay đã không còn được báo giới quan tâm nhiều trong bối cảnh COVID-19 vẫn còn đang lan tràn ở nhiều khu vực trên thế giới. Chính vì thế, Triều Tiên cần phải lấy lại vị thế của mình trên trường quốc tế. Các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đã đóng băng và hầu như không có tiến triển kể từ tháng 3 năm 2019 sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai đổ vỡ do bất đồng về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Triều Tiên cần có hành động. Ở bên kia Thái Bình Dương, Washington đang chìm trong các cuộc khủng hoảng về đối nội, trong khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng sẽ tới bầu cử tổng thống. Với triển vọng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt là hết sức mơ hồ, Bình Nhưỡng không còn nhiều thời gian tiếp tục đàm phán với ông Trump, tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ chấp nhận gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên. Với những lựa chọn hạn chế, Triều Tiên đã quyết định chút cơn thịnh nộ vào Hàn Quốc, đồng minh quan trọng hàng đầu của Mỹ ở Thái Bình Dương. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tiếp leo thang trong tháng 6 với nhiều động thái từ phía Bình Nhưỡng, gắn với những tuyên bố chỉ đạo của bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Phó trưởng ban thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đang trở thành tâm điểm chú ý và mang tính quyết định chiều hướng xoay chuyển mối quan hệ liên Triều. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Kim năm nay 32 tuổi và là em út trong ba người con ruột của cố lãnh đạo Kim Jong-un và người vợ thứ ba Ko Yong-hui. Bà Kim cùng anh trai Kim Jong-un có thời gian du học tại Thụy Sĩ và kể từ năm 2014, nhiệm vụ chính của bà là bảo vệ hình ảnh của anh trai. Tiếp đó, giữ vai trò quan trọng trong Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên. Đến năm 2017, bà trở thành Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị và có vai trò như một cố vấn chính trị cho anh trai bên cạnh việc sắp xếp mọi sự kiện có mặt của ông. Trong đó, đáng chú ý là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội vào năm ngoái. Vào giữa tháng 4 năm nay, khi tin đồn ông Kim Jong-un bị hôn mê sau phẫu thuật lan rộng, nhiều người đã nhìn về bà Kim Yo-jong như nhà lãnh đạo kế tiếp của Triều Tiên. Nhưng tất cả những gì người ta biết khi đó quá ít ngoài những tấm ảnh bà tươi cười cầm hoa cho anh trai hoặc hỗ trợ kiểu kề cận trong những chuyến công du. Với những sự kiện gần đây nhất, cụ thể bà Kim hôm ngày 4 tháng 6 cảnh báo nếu Seoul không ngăn chặn các nhóm người đào tẩu Triều Tiên rải truyền đơn, Bình Nhưỡng sẽ không chỉ đóng cửa văn phòng liên lạc mà còn hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự song phương. Đến ngày 9 tháng 6, KCNA đưa tin Triều Tiên sẽ cắt đứt tất cả đường dây liên lạc với Hàn Quốc từ trưa cùng ngày. Và sau đó ngày 13 tháng 6, tuyên bố phá sập tòa nhà liên lạc chung tại khu công nghiệp Kaesong. Vị thế của bà Kim Jong-un đang ngày càng được khẳng định là một nhân vật rất có quyền lực với khả năng chi phối mọi quyết định hệ trọng của đất nước. Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Phụ thuộc vào quyết tâm và nhu cầu của phía Triều Tiên cũng như phản ứng mới của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bán đảo Triều Tiên trong các chương trình tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự kiến đến cuối năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 3 tuyến du lịch đường thủy mới nhằm tăng cường khai thác thế mạnh đường thủy của thành phố vào du lịch. Thực tế cho thấy, dọc theo hệ thống đường thủy của thành phố, từ lâu có rất nhiều cơ sở dịch vụ lưu trú được hình thành. Thay vì liên kết để phát triển, các cơ sở này hầu như đều hoạt động khá độc lập. Đó cũng là điểm yếu trong phát triển du lịch đường thủy thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Cuối tuần, anh Lê Bủ Thanh và đồng nghiệp chọn làng du lịch Bình Quế làm điểm hẹn họp mặt. Một không gian xanh sông nước giữa lòng thành phố với đầy đủ các loại hình dịch vụ thực sự là một lựa chọn tối ưu cho nhiều người vốn rất tất bật với công việc giữa một thành phố ồn ào, náo nhiệt. Chưa chắc gì có những người ở thành phố Hồ Chí Minh mà có thể là nghe biết đến, nhưng mà họ không có thấy được những cái kênh truyền thông quảng bá đó, họ không có hình dung ra. Thì em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà khi đi ra đây thấy khung cảnh này rất là thích. Cái khu mà để cho mình thư giãn, một cái sự an nhiên ở giữa thành phố thì rất là ít. Mà đôi khi ở cuộc sống trong cái khu đô thị thì mình không có dịp để mà coi như thưởng thức nó. Khu du lịch này thứ nhất là đẹp, thứ hai là cũng gần thành phố. Thành ra cái thời gian đi lại nó sẽ không có mất nhiều thời gian. Làng du lịch Bình Quế có nhiều điều kiện về phương tiện vận chuyển, cầu cảng, không gian và các loại hình dịch vụ để có thể tổ chức thành một gói du lịch hoàn chỉnh trên sông nước cho du khách. Với các doanh nghiệp khác thì chúng ta cần có sự liên kết với nhau giữa các cái điểm du lịch
giữa các cái chủ các cái phương tiện vận tải hay là giữa các cơ quan quản lý nhà nước như sở du lịch, sở thông vận tải, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này cùng gắn kết với nhau để tạo thành một cái gói sản phẩm kết hợp giữa đường thủy và các cái điểm du lịch, thì lúc đó người dân thành phố và người dân Việt Nam mới biết đến và sử dụng cái sản phẩm này. Ngoài cái chương trình kích cầu thì chúng tôi nhìn một cách rộng hơn nữa là chúng ta phải làm công tác truyền thông. Truyền thông những cái sản phẩm mới của thành phố Hồ Chí Minh mà trước đây chưa từng được khai thác. Trước mắt, cần đầu tư thực hiện nâng cấp các bến tàu hiện hữu dọc trên tuyến, cải tạo vệ sinh cảnh quan, môi trường, kết nối các điểm du lịch gần nhau để chương trình du lịch đường thủy của thành phố được phong phú hơn. Thêm một công trình điện quan trọng vừa đi vào hoạt động ở miền Tây, cụ thể là huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trạm biến áp 110 kV ở đây sẽ góp phần ổn định điện lưới trung áp của tỉnh Long An và các khu vực lân cận, đảm bảo điện cho sản xuất ở các khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân trong vùng. Công trình khởi công ngày 10 tháng 6 2019, phần trạm biến áp có diện tích 3.450 m², giai đoạn 1 lắp một máy biến áp 63 MVA. Trạm biến áp được trang bị hệ thống thông tin liên lạc SCADA, có thể thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị trạm, đáp ứng mục tiêu quản lý tập trung và tự động hóa của ngành điện. Khi đi vào hoạt động, trạm biến áp này đáp ứng nhu cầu điện và độ ổn định cung cấp điện khu vực huyện Đức Hòa và đặc biệt là khu công nghiệp Hòa Bình và các khu công nghiệp lân cận của tỉnh Long An. Nhân dịp hoàn thành công trình, lãnh đạo EVN SPC phối hợp với công ty một thành viên Nam Đạt đã trao hai căn nhà tình thương cho hai hộ, ông Phan Văn Cấm và ông Bùi Đức Lý ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Năm 2020, EVN SPC lên kế hoạch trao 280 căn nhà tình nghĩa và nhà tình thương tại 21 tỉnh thành phía Nam. Gần 2,5 tấn vải thiều đầu tiên xuất sang Nhật Bản đã hoàn thành thủ tục hải quan, chờ phân phối tại siêu thị. Việt Nam sẽ cung cấp hàng cho Nhật Bản bằng đường biển và hàng không. Cục Bảo vệ Thực vật cho biết lô vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã hoàn thành thủ tục hải quan tại sân bay Narita, Nhật Bản với mẫu mã chất lượng tốt và đang chờ phân phối về hệ thống siêu thị. Ngày 18 tháng 6, sau khi đảm bảo thời gian cách ly, chuyên gia Nhật Bản đã đến kiểm tra nhà máy xử lý khử trùng tại Bắc Giang. Cục Bảo vệ Thực vật đã cùng chuyên gia giám sát các lô hàng vải. Ước tính trong mùa vải năm nay sẽ có khoảng 100 tấn vải thiều tươi sẽ được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bằng đường hàng không và đường biển. Thưa quý vị, các báo đưa tin, hôm nay ngày 23 tháng 6, Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10 giai đoạn 2015-2020 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là đại hội làm trước, rút kinh nghiệm cho các ban, bộ, ngành, trung ương, địa phương trong toàn quốc tổ chức đại hội thi đua yêu nước. Dự đại hội có 300 đại biểu đại diện cho những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước. Đại hội là dịp trao đổi kinh nghiệm, nêu gương học tập các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ. Thưa quý vị, luật đầu tư và luật doanh nghiệp năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua, kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng đầu tư vào hoạt động của doanh nghiệp sẽ hiệu quả, bền vững hơn. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng vẫn còn nhiều chi đề để cải cách hơn nữa các thủ tục đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt với tinh thần tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tinh thần hậu kiểm chứ không phải tiền kiểm của luật doanh nghiệp, luật đầu tư. Ông mong tinh thần gốc của luật doanh nghiệp cần được giữ vững, tránh bị gặm nhấm, gia giảm bởi những luật chuyên ngành. Tinh giản chương trình để khai giảng đúng ngày 5 tháng 9 là bài viết đáng chú ý trên báo Pháp Luật. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2020-2021. Dự thảo sắp xếp ngày tựu trường năm học mới sớm nhất vào ngày 1 tháng 9. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục chỉ chuẩn bị sắp xếp kế hoạch cho năm học, không tổ chức dạy học trước khai giảng. Các chuyên gia cho rằng, việc đề xuất tựu trường vào ngày 5 tháng 9 như năm học 2019-2020 là rất hợp lý. Giải pháp này cần thiết áp dụng cho những năm học sau đó. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 tháng thực hiện xử phạt vi phạm bằng camera giám sát giao thông trên 14 tuyến đường trung tâm thành phố, tình trạng ô tô dừng đổ sai quy định đã giảm nhiều so với trước.
Việc ghi hình xử phạt qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định trên 14 tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được triển khai từ ngày 10 tháng 3, đã có 565 ô tô bị phạt do dừng đậu sai quy định. Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, vi phạm nguội qua camera khiến vi phạm dừng đậu giảm nhiều so với trước, như đường Điện Biên Phủ giảm 40%, đường Trường Sơn sân bay Tân Sơn Nhất giảm 32%, đường Nguyễn Thái Học giảm 56%, đường Lê Duẩn giảm 62%. Thời gian tới sẽ tăng thêm từ 8 đến 10 tuyến đường phạt nguội qua camera, gồm các đường trung tâm, trạm chờ xe buýt, khu vực có nhiều xe dừng đậu sai quy định. Bản tin sáng nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.